lên nhà gì ở chứ mắc mới chứ đụng chạm gì tới nó, mình nghèo mình nó ở vậy mà mắc mới giờ đi lại soi mói không ăn lại hỏi sao mà quay, người ta không thích quay thì đừng có quay. Nó đúng nói rồi. Phong cảnh ở đây đẹp mà. Nó cái ông bạn nó phong cảnh đẹp á, sao không quay đây, sao điểm là chỗ này chi vậy? Cái nó nói là thích quay đó. Cái ông công an đó giờ tay giờ tôi mời hai bên đi lên thượng với tôi. Mình hai vợ chồng thì được hai anh YouTube đưa đi. Rồi còn nó thì nó quay đầu đi rồi. Quay đầu nữa nó chạy bỏ chạy. Tự nhiên là đến đây là chỉ chủ yếu là kiếm chuyện với chị thôi đúng không? Đúng rồi. Mà đi là hạ nhục với chị đúng không? Đúng rồi, đi hạ nhục Nhi chi vậy, chi đâu có làm gì đâu. Nhi đi ăn kiếm ăn cơm rồi không có tiền mua gạo rồi mới đi xin cơm người ta nè. Đó xin miếng cơm rồi đồ ăn mới làm, rồi làm đồ ăn rồi. Có đâu mà cho hại hoài vậy. Bạn nghèo khổ ra tới mé sông sống gì cũng yên với cái độ tuổi sân si rồi nữa. Tụi nó xuống đông không chị? 400 người vậy đó. Rồi xong rồi gị cái trò chị luôn hả? Gị luôn. Vô gị cho cái ý muốn gọi gị cho cái trò chị sạch chứ gì? Muốn sống lắm rồi. Phá trời ha. Nhục độ đi xuống dưới kinh nữa. Chị hả? Nhục độ đi xuống dưới kinh luôn hả? Mà chị làm cái gì nó trời? Tôi không có làm gì hết á. Đâu biết nó là ai đâu làm. Thì bởi vậy. Mình không biết nó là ai đúng rồi nó không biết luôn. Chị thằng kia có cái chị kia chỉ bật mạng bên Facebook lên đó, chị thấy chị nói gì anh Nhi mày làm gì nó, mà nó đưa hình mà hai vợ chồng mày đưa hình nó chửi quá trời chửi rồi kìa. Nói ai vậy trời, cái coi lúc đó mình bỏ rồi. Mình nói thôi kệ đi cộng đồng mà, ai muốn nói gì nói đi, người thương thì ít chứ người ghét thì nhiều, kệ đi vậy đó mà làm hoài à. Rồi quay qua bây giờ tới cái chuyện này nữa, rồi ông này ông cũng hùng. Ổng đi vô trong nghĩa trang á, nghĩa địa á. Cái ổng thấy mình đi xuống đó hả? Cái hũ nó rõ vậy nè. À, cái nắp hôm qua nó đưa lên. Đúng vậy. Nó đu quan giấy họa cho chồng chị vậy. Đó. Cái nắp đỏ đỏ nó vô trong phòng chị nó lục trong đó vậy, lục lọi trong cầm chụp hình. Nó nói là chơi đá bào hả? Chị có thể kiện nó được, bởi vì cái chỗ ở của chị nó đang là xâm phạm gia cư bất hợp pháp này, cũng phải chưa phải là gia cư nhưng mà nó làm cái kiểu đó nó rất là ác, chị hiểu không? Đó bây giờ người ta ở dưới vậy rồi mà còn vô đây lục lọi giật sập trời người ta nó trời dục đồ nó xuống sông luôn trời. Mà nghe nó thiệt. Mình đã nghèo khổ rồi nè, mới luộc nhẹm rồi chưa dục bỏ nữa nè. Nếu mà cảm thấy mà sân si quá thì lại đây nè, đưa nhà cho Nhi nó ở rồi lại đây sống chung thử từng lễ đi. Để cho nó hiểu cảnh giác như thế nào. Đó, nó nói này không phải là cái nhà của dân gì ngang ngược, ăn ngang nói ngược, à ngộ ghê, người ta sống đây cũng ảnh hưởng gì tới nó đâu. Thì cái chuyện nó không vừa lòng đó, cái chuyện của nó, còn cá nhân người ta nghèo khó, người ta sống như thế này đi sân si với người ta. Nếu cảm thấy sân si được thì vô đây sống, đưa cái nhà cho người ta sống đỡ từng lễ đi, thì cảm giác như thế nào. Tôi có coi mấy cái clip của nó là nó nói là đổ thừa là ở đây ăn uống này kia nọ, nó không mất vệ sinh này kia nọ đó. Cái chuyện ta khó khăn ta khổ ta ra tới bờ sông ta sống thì cái chuyện của người ta rồi. Người ta không có đủ điều kiện sống sinh hoạt như mình mà cái người nó khó khăn gì mà đi sân si với người ta là sao trời? Người có trí não, có trí nó thông minh mà tại sao làm ăn kỳ vậy? Coi nói chung rất là bức xúc, em từ tuốt ở dưới Tiên Giang chạy lên á. Mấy đứa nó thuộc dạng 3D hay gì? Có một người 3D nữa. Thì đó. Họ nói là họ giàu họ có quyền. Đi tìm sự thật mà mới nãy tôi quay clip là thằng Kiệt nó nói là kêu xuống thằng Kiệt nói ra mấy tôi quay có dựng cảnh không đó, cho 1 triệu đồng đưa nói ra đi nó cho 1 triệu đồng ở đây dựng cảnh gì mấy đứa này nó nấu cái gì mình quay cái đó mình ăn nè cảnh nè sao quay mà không dở bụng kiếm gì chống người ta đầu có đầu tư trang cá nhân của người ta mình kiếm gì chống kiếm gì chống mà nó hô mấy anh này quay không có quay vô mùng quay ố kiếm gì chống kiếm tiền cái bạc không gì của chống người ta mà có vô mùng quay nhưng mà cái cuộc sống của người ta nó không phải có một cái riêng tư, ví dụ như mình bước vô nhà của con Lily đó đi rồi mình đi vô phòng nó đi mà nó chưa được cái sự đồng ý của nó đồng ý không mà trong khi cái cuộc sống đã khó khăn vậy nè nó kêu review là review sao trời ta ở tới tuốt ngoài kinh vậy rồi mà còn hả sân si với người ta coi cái clip mà thấy ghét thiệt á chứ trời. Thấy ghét mới xuống đây đó chứ. Rồi hôm qua kéo về lại đây anh nói là à hít chồng em coi. Nó nắm cổ áo chồng em, nói chồng em mày chị trốn hả? Rồi coi. Mà chồng em là đi sạc pin rồi đi mua gạo về nấu cơm cho em ăn. Mà chồng gì? Em làm gì chị trốn? Mà mắc cái gì phải chạy trốn chứ nó. Bởi vậy. Nó là cái người đi đến nhà người ta nó kiếm chuyện người ta mà. Trời ơi sống gì mà trời sân si dữ gì trời.
mình coi trên mạng mình có thể mình không hài lòng với cái nhân vật đó thì có thể mình lướt qua, mình bỏ qua, mình đừng có xem. Còn cái chuyện anh em tập truyền tải câu chuyện đó, nội dung của người ta như thế nào đó là quyền cá nhân của người ta, người ta cũng đâu có xin xỏ ai hay hoặc là nhờ ai cái gì. Mọi thứ ví dụ như người ta thấy là hai vợ chồng này nó khổ, nó sống ngoài kinh như vậy á, thì người ta giúp đỡ được, người ta giúp đỡ, người ta cho là cái sự tự nguyện. Chứ còn nói là lên lừa đảo cộng đồng mạng, lừa là lừa như thế nào? Có thấy nạn nhân nào lên tiếng là đi lừa, bị lừa chưa? Anh Đồng Quân nói chuyện nó rất là vô lý. Nói ơi là kêu mấy anh gỡ mấy cái clip của em xuống hết đi. Để coi. Thì con nhỏ lên á. Nó là ai mà nó mạnh miệng vậy? Thì con Lily đó. Nó kêu bắt buộc mấy anh nó gỡ clip em xuống hết. Xuống đây nè, xuống đây. Lily ơi, Lily ơi. À, tôi không biết Lily là ai hết trơn á, nhưng mà tôi coi tôi thấy mắc cười quá nè. Vợ chồng ta sống trong cái căn chòi đó, nó dột nát rồi nó lụp sụp như thế này. Mà đi lại sân si với người ta nè, thích thì nè, vợ chồng nó nhường cho luôn nè. Nhường cho nè, lại đây ở đi. Nói một câu gạt Mạnh Thường Quân, tại là Mạnh Quân coi người ta cảm thấy ta có tình cảm. Ta thương. Trời ơi, quá chân em vậy là chân gãy chân giả rồi mấy anh. Tạo phước cho họ. Là mấy anh coi vợ em quẹo, coi vợ gã không? Nó nói em gãy chân giả rồi gạt Mạnh Thường Quân. Dân gì trời trời. Rồi còn đi lại hỏi bà Tám nữa, bà Tám mới nói là nói thì cái chân của nó là thiệt đó, ngày nào nó cũng phút mang chích hết trơn á. Hồi nào không có tiền là bữa đó là nó không có đi lên đây nổi đâu, nó nằm ở dưới đó, đó. Mỗi lần có cơm mà không có gì á, tụi tôi giờ chưa đem cái bưng xuống cho hai vợ chồng nó, tôi cơm cho hai vợ chồng nó ăn. Nói thiệt ra là cái vấn đề mà nói lừa Mạnh Thường Quân này kia cái nọ, cái câu nói đó là sai hoàn toàn. Bởi Mạnh Thường Quân á là người ta là cái người làm ra tiền, người ta cảm thấy á, nhìn nhân vật nào thấy tội nghiệp hay hoặc người ta đồng cảm với nhân vật đó thì người ta sẽ cho gửi ít tiền thôi chứ không phải là gửi cho chị làm giàu đâu, đúng không? Mai còn mấy anh em người ta quay ở đây là ta chia sẻ, cái giống như anh chị khó khăn như vậy á, ai giúp được thì giúp. Còn nói đi lừa đảo, bữa giờ đi lừa đảo thì nạn nhân nào đó lên tiếng đi. Rồi còn có nói á là tẩy chay mấy anh đi. Để mấy anh lừa gạt cái Mạnh Thường Quân cũng vậy à. Anh mấy anh hợp đồng với em đóng phim. Nói vậy nó ác không? Ác mồm ác miệng quá. Rồi á kêu gỡ mấy cái clip xuống đi. Nó lấy gì quyền gì nó kêu? Tư cách gì mà là tư cách gì mà nói cái câu đó? Em không đủ tư cách. Em vừa về tới, ôi súng nhau lại, ba bốn người phụ nữ lại muốn em đi ra giùm, không muốn xé em vậy mà em sợ. Em mới la làng em kêu mấy YouTube và đi công an giùm, đi làm ơn là bước đi công an giùm cho tôi đi. Chỉ có công an mới cứu rồi. Vừa bắt đầu khi mấy anh công an tới, bắt đầu là ở đây nó quay đầu bỏ đi hết. Chưa, nó còn hô, nó nói với công an đó là Mạnh Thường Quân của em. Mà bữa giờ chị có nhận tiền của nó không? Không có cái gì, ta chỉ là nhận những lời xấu đe dọa trên mạng thôi. Cái đem chửi thôi đúng không? Trên mạng bôi nhọ cho nó đúng không? Trời ơi. Tôi nói này nói nọ tùm lum hết trơn á. Chỉ hôm qua mới gặp công an là mấy minh chứng của mình được thôi. Thì đúng rồi, địa phương đang thế nào ta cũng nắm được rõ cái nguồn gốc. Thì đó hồi nãy ông ngoài nãy mới đi ngang đó, ổng cũng nói là mơ mốt nó lại đây đi, tao đưa nó đi lên trên đó phường. Tao tổ ở đây mà. À hôm qua là ông tưởng tao là mấy người quay phim giúp đỡ mày, tao mới im lặng. Nhưng mà tao nghe hồi cùng chợ trên giờ tao đi lại, tao thấy bóng trên xe đi rồi. Thì ra là đi lại công an đó con, nó dạ. Trời ơi trời, đi hôm qua em thấy là đi vô trong phòng của chị. Rồi xong đi vô lục lọi gì đó, rồi lấy cái này lấy cái kia chụp tùm lum trong này chứ. Rồi thí dụ lỡ người ta có tiền rồi, người ta mất tiền rồi sao? Lỡ như dành dùm ta để rồi cái vàng trong đó, dù mắt ai chịu trách nhiệm. Anh sống có xương. Dù có tiền 1 2 triệu của người ta trong này sao? Nói em á, thứ đồ ăn xin làm gì có tiền. Vậy hả? Anh có lại là mấy anh quay mấy anh thường hay cho tiền em. Rồi cho em tiền, ví dụ như á vừa đủ tiền em chích thuốc thì còn số dư đó em để dành lại. Đúng. Bộ không lẽ em đi xin thì em cũng biết để dành vậy. Đâu em biết một ai nào đó vợ chồng em được có thể đi làm được cái buôn bán cái gì được thì có số vốn nó ra mà làm. Chứ không lẽ cứ vậy hoài sao? Sao mấy này lại nó khinh thường quá ha. Thì đó, cứ nói em á. Thì bởi vì cái tâm cái tính nó khinh thường người ta khó khăn như vậy thì nó bắt đầu lại nó đem hình ảnh như vợ chồng này nó đem lên mạng nó nhục mạ như vậy, nó đến tận nơi nó làm y xèo lên. Trời ơi là trời, gắn gì kỳ cục vậy trời. Đó giờ mới thấy thứ này vậy. Thấy luôn á trời. Để thứ gì đâu. Thấy người bất, vậy luôn trời. Em vừa bất cỡ mà em vừa ăn xin mà cũng không yên với nó nữa trời. Vừa đó là công an
điều tra. Ừ, nói xuống đây thì... cái vấn đề vợ chồng ở đây nè, người ta cũng không có mất an ninh trật tự gì hết. Đó, đổi hết đi sớm này đi, em đâu có làm gì mất an ninh trật tự đâu. An ninh mất an ninh trật tự là địa phương người ta là giờ chị đi rồi. Thì đó. Dẹp rồi chứ dễ gì. Nhưng mà hôm qua làm gì á, chú công an nói là con có bị mất 1 triệu phải không? Nó dạ có. Là chị mất 1 triệu trong đây nữa hả? Rồi vậy rồi. Trời ơi, Mạnh Thường Quân gì mà lại lục lọi con ta mất 1 triệu của trộm tiền rồi. Luôn trời ơi trời. Rồi cái đầu Mạnh Thường Quân lớn à. Hôm qua nghe nói với anh Kiệt nói là gì cho anh Kiệt 50 ngàn. Mạnh nói anh Mạnh Thường Quân mà cho 50 ngàn mua gạo vậy đó, rồi có cho không vậy? Như chồng Nhi không lấy, chồng Nhi nói được mấy anh YouTube lại quay cho tiền mua gạo hết trơn rồi. Rồi á, nó nói gì nè, mày á, mày nói thiệt đi, bây giờ mày nói cho tao nghe đi, bây giờ mày nói, mày giả bộ mày nói gì nè, bây giờ á mấy YouTube lại đây quay nè, bắt tao diễn, nó bắt tôi diễn vậy đi, tao cho mày 1 triệu thì ra 1 triệu đó hôm qua lấy của tôi. À, nó lấy 1 triệu vô trong khoa trong phòng của chị rồi xong rồi nó đem ra nó cho 1 triệu. Mà anh chồng nó nói ủa diễn có cái gì diễn đâu mà tôi biết cái gì đâu mà tôi nói mấy ổng lại đây quay là sự thật. Tôi làm cái gì ảnh quay cái đó. Rồi ảnh thấy vợ chồng tôi không có ăn á thì ảnh móc ra cho tôi vài trăm, anh nào dư giả thì cho tôi 50, ý 500 hay là hoặc 1 triệu. Còn anh nào mà mấy quay mà chưa có tiền lương tháng vậy thì cho dạng như 200-300 thôi. Đó thì vợ chồng tôi cũng đủ sống rồi. Đúng rồi, mấy ảnh tự móc tiền túi mấy ảnh ra chứ ảnh chưa hề kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ người này đâu. Chồng em á, cái đầu óc tiên nó không được bình tĩnh nhưng mà nó biết cái nào đúng cái nào sai. Nó biết số tiền, nếu mà nó nói, nó mà nghe lời theo cái bọn đó là chết rồi. Chết liền tại chỗ. Cái chuyện mà không có mà tạo ra cho có là chết. Chồng em tin rằng nó không có được như người ta, nhưng mà nó biết cái nào đúng cái nào sai. Nó biết cái nào là sự thật. Nó mới biết ra thì đúng ra mấy anh nãy giờ lại hỏi em mà cái vấn đề hôm qua thì em trả lời vậy đó. Nhưng mà mình không nghĩ tới cái con mấy cái người này mà họ sân si từ trên mạng mà sân si ra tới đời thường mà sân si tới nỗi mà đi đến nhà người ta lục lọi rồi làm người ta mất tiền như vậy. Rồi khi mà chị nói gì mất tiền như vậy rồi nó có phản hồi gì không chị? Nó nói em á, mày nghèo khổ mày đi xin vậy mày làm gì mày có 1 triệu. Mà trong khi đó là cái người ta lại quay cho tiền em. Người ta cho người ta để dành. Em mới để dành lại chứ. Cũng phải để dành lại. Ví dụ như là cơm nãy rồi nè, đâu có gì đâu. Đi xin cơm ta nè, nhà nó còn gạo đâu. Hết gạo luôn hả? Hết luôn. Hết gạo rồi ăn với đi mò hết mấy cái này đó ha. Cái này mò dưới sông hả? Mò dưới sông lên rồi mình xào vậy mình ăn nha. Còn cái gì xào đó. Còn nói về vấn đề không đi làm nữa kìa. Ủa, đi làm hay thôi em đó, bởi vậy đó, cái câu này hay nè. Bây giờ nè, nếu mà đơn giản thôi, ví dụ như nói là Kiệt nè với Nhi không chịu đi làm, mà bây giờ tôi hỏi nè, nếu ai đủ khả năng thuê tháng 1,5 triệu thôi, đừng có nhiều chứ. 1,5 triệu thôi nó đi làm cho đó. Anh chị chắc chắn nhìn anh chị sẽ không bao giờ đủ tin tưởng hay hoặc là đủ can đảm để thuê cái nhân vật video em đang chia sẻ đó. Người ta bây giờ người ta khó khăn cùng cực, ra tới bờ kinh người ta sống như thế này nè cô chú anh chị. Mà có những con người đi lên trên mạng sân si rồi xong cái đầu là kéo nhau kéo bầy kéo đàn tới đây đó, coi như là vô chòi người ta lục lọi rồi xong gắn ghép cho người ta là chơi những cái chất cấm này kia nhỏ của chú anh chị chơi đá bào. Nếu mà những người này mà người ta chơi những cái thứ đó, tôi dám chắc với anh chị là địa phương người ta nắm rất là rõ, là người ta không bao giờ mà để ở đây đâu, mất an ninh trật tự người ta làm sao. Đúng rồi, đó ông ngoại làm tổ trưởng ở đây là không còn nói nữa. Ủa mày ở đây tôi thấy cái ớt mày còn không ăn cắp nữa nè. Cái ớt còn không mất nữa. Dạ. Thì mình mới ở tồn tại như vậy được. Chứ nếu mà ở đây mà lộn xộn thì xả dẹp liền chứ dễ gì. Chứ lộn xộn. Còn á hả, nói người ta không chịu đi làm này kia nọ, bây giờ ai mướn đâu mà làm. Người ta nhìn người ta thấy mình không nhà, không cửa, không nơi coi như là không có nguồn, không có gốc, sao người ta dám thuê mà làm. Ừ, anh quay anh cho tiền hay trả nợ cho được nhiêu chị? Là người 500 gì đó. Thì hầu như anh em YouTube nào tao đến quay tao đều có chia sẻ với mình ít. Như là Nhi không có cần nói này nó nọ. Rồi vì mấy anh á tự móc tiền túi ra mấy anh cho. Tại vì mấy anh hiểu là như hôm qua tới giờ không có đi sinh, không có tiền. Rồi chủ nợ thì ở đằng đó.
mình thiếu nợ là mình thiếu tiền à, không có dám lại mua nữa à, mình thiếu nợ tập quá hả? Dạ đúng rồi, ăn mình không có mua thiếu dạ, bây giờ mình đi xin có cái mình trả lần lần ha, như thiếu nhiều quá cái không dám lại mua thiếu nữa. Đúng rồi à, trời ơi là trời. Thời tới đây người ta sống rồi, mấy con Lily 3D bóng gió này nó cũng tha nữa thiệt chứ. Không, mấy con Lily sao nó không để nó tên mấy Kiki đi ha, để Kiki hay hơn đi sân si người ta Kiki kiếm rồi. Người ta ở vậy nè cô chú anh chị, nếu ai đủ á, ai đủ kia can đảm thì đến đây nhường chỗ này cho nè, nhường chỗ này cho nè, vợ chồng Nhi Kiệt nó nhường chỗ này cho ở nè, rồi ở thử cảm nhận tuần đó hoặc 24 tiếng thôi, không để mình hiểu cái cảm giác ở 24 tiếng ở không nổi đâu, nó nóng lắm. Rồi ăn uống sinh hoạt hàng ngày thì nước ở dưới sông này hả Nhi? Đúng rồi. Đó, rồi bắt đầu là chê người ta nói là ăn uống là như dơ. Xong à, ăn dơ. À, không hợp vệ sinh này kia đó, trời ơi. Trời nước bao ngày. Có cái kinh này là nó có nước rồi. Giờ khác uống ở đâu bây giờ? Không uống nước này uống ở đâu? Ừ. Trời ơi là trời. Cái kinh này còn thái rau để mà kiếm thêm nữa nè. Trời mình người bán, nói, mình bán hay là mình bán đó. À. Mày bán rồi đi ký, hái nữa nè. Đừng ký nhiêu nhỉ? Ký có 20 ngàn rồi. À. Rau đó gọi là rau gì? Rau diệu anh. À rau diệu hả? Trời ơi là trời. Đó. Khổ coi như là vô đường. Nữa. Vô tới đường cùng cực vậy mà cũng có người đến sân si cả nhà ơi. Hay thiệt ha. Đồng hay chứ. Đó nó mò. Đúng nó mò là coi như là tôi không nghĩ là trên tôi không nghĩ là trên đời này có những con người mà họ phải nói là họ siêng năng mà tới mức mà họ sân si với một cái người nghèo khó ở trên cái bờ sông như thế này mà họ sân si được, tôi thiệt thì tôi cũng bó tay luôn, tôi bó tay bó chân chấm cơm luôn, cạn lời rồi, cạn lời luôn á. Trời hôm qua giờ như sợ như muốn bệnh luôn á. Giật mình hoài à, nghe tiếng xe ô tô lại một cái là hồn vía tôi bay đi đâu rồi, lại nó phá mình quá mà đúng không? Nếu mà sợ khi cầm cái máy mà lướt lên coi đó, nếu mà gặp mấy chị đó mà vô Facebook một cái hả, nói mấy chị có thấy em, mấy chị đừng kêu em nghe, mấy chị em sợ lắm. Bởi đó. Giờ mấy đứa nó xuống làm khủng hoảng tinh thần luôn ha. Vừa sợ mà vừa ấy, nó vừa bị mang tiếng nữa không? Mình ta trên cộng đồng mạng nó chia sẻ theo cái góc độ của nó thì người ta hiểu lầm hai vợ chồng này. Đúng rồi. Nó vừa lười biếng vừa nhát làm mà vừa chơi cái này cái kia nữa, hiểu không? Đáng nghèo mà còn vô mấy cái chuyện đó, nó ai đâu thương. Bởi vậy. Mà trong khi nó có hôm qua đi lên tiếng Hồng An, cái là bơ là bước không đi theo dùm đi. Kêu lên công an đã, cái công an lại kêu lên cái nó trốn mất tiêu. Ừ.